Mùa xuân hồng 2005 gợi nhớ đến kỷ niệm 30 năm đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất tổ quốc. 30 năm hoa mai vàng nở trên đất Bắc, hậu phương lớn của tiền tuyến lớn miền Nam rạng rỡ chiến công, cùng tỏa sáng trên những chặng đường chiến thắng của dân tộc, mà trong lòng còn tung bay ngọn cờ của chiến thắng Điện Biên thần kỳ kết thúc 9 năm chống Pháp, còn âm vang cùng với thắng lợi của hội nghị Geneva, hình ảnh của nước Việt Nam kháng chiến vì tự do độc lập, vì hòa bình còn ghi dấu trong lòng nhân dân thế giới. Tiếp nối một cuộc chia cắt Bắc Nam tròn hơn 20 năm, cả trái tim miền Nam thành đồng tổ quốc hướng về đất Bắc. Con ra thưa với Bác Hồ, đất này chỉ một ngọn cờ vàng sao. Vĩ tuyến 17, nỗi đau chia cắt hằn sâu trên mỗi nhịp cầu của sông Bến Hải. 20 năm, những chiến sĩ bên cầu Hiền Lương ngóng về miền Nam đau thương, nơi bà con anh em ruột thịt của mình bị dồn đuổi vào các ấp chiến lược. Từ năm 1958, chính quyền ngụy mở các cuộc càn quét, tàn sát dã man những người cộng sản, những người kháng chiến cũ và những người dân yêu nước. Trại giam nào cũng dày đặc, nghẹt người. Trong đêm tối đau thương, cả miền Nam hướng về ngọn cờ tổ quốc vững một niềm tin tất thắng. 30 năm trôi qua, đất lửa đã tước màu cây lá, chỉ trong lòng người chiến sĩ gác cầu Hiền Lương năm nào, kỷ niệm đau thương vẫn chưa phai nhòa. Một dòng sông, một con đò, như muôn đời vẫn thế, mà ai biết được nỗi niềm sinh ly xa cách nghìn trùng. Của tôi trong lúc xa già, tôi ở miền Bắc, một người lính dạy chuyến, mà vợ với con thì bên bờ Nam, bà con anh em chú bác, mà mặt thì tổ mặt, nhưng mà lời không nói được rồi. Nước mắt chảy ra mà lau đây, lau nước mắt. Cái miền đất này, con sông này, mình chia cắt hai miền Bắc, Nam Bắc. Cuộc đấu tranh với thế lực ngụy quyền miền Nam ngày càng quyết liệt. Anh em Ngô Đình Diệm được đế quốc ủng hộ, tuyên bố hùng hồn, phải kết nhiều án tử hình. Từ nay cái chết lúc nào cũng ở trên đầu Việt Cộng. Bác Hồ, chủ tọa hội nghị Trung ương lần thứ 15 khóa 2, quyết định phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới. Suốt dài Trường Sơn sâu thẳm, những tia sáng của niềm tin cách mạng đã nhóm lên như những ngôi sao dẫn đường ở phía chân trời. Thiếu tướng Võ Mầm, người lính già của khu 5, được Bác Hồ, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cùng với anh em được giao nhiệm vụ đi mở đường Trường Sơn, con đường huyết mạch nối liền hậu phương lớn miền Bắc nhằm chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Những ngày đêm lội suối băng rừng ghi dấu từng gốc cây ngọn cỏ trong sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, thế trận mở đường Trường Sơn đã hình thành. Tinh thần dũng cảm của các chiến sĩ Trường Sơn ngời sáng khiến cả thế giới phải khâm phục. Kẻ thù khiếp sợ gọi con đường chi viện cho chiến trường giải phóng miền Nam này là con đường Hồ Chí Minh. Hàng triệu tấn bom đạn đã rội xuống hệ thống đường Hồ Chí Minh, dãy Trường Sơn đã cháy. Nhưng ngọn lửa của chủ nghĩa anh hùng cách mạng còn bốc cao hơn sức cháy của bom đạn kẻ thù. Hàng vạn cán bộ chiến sĩ công binh vận tải nam nữ thanh niên xung phong đã không tiếc máu xương, hy sinh tạo nên sự sống cho con đường chiến lược xanh mãi một màu xanh bất diệt nối liền trận tuyến hai miền Nam Bắc. Nhớ lại những năm đầu xây dựng hòa bình ở miền Bắc trong khí thế sôi động, toàn dân làm theo lời dạy của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thống nhất nước nhà. Bác đã từng khẳng định miền Bắc là cái gốc, miền Bắc có vai trò quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Niềm tự hào cao cả, tinh thần sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho miền Nam ruột thịt, đã đem lại cho chúng ta một sức mạnh chưa từng có trong lịch sử. Với tinh thần lạc quan trong sáng nhất, từ các nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cho đến các chiến sĩ,
và những người dân thường đều chung một ý chí, một niềm tin chiến thắng. Trong sự phát triển mạnh mẽ đầy khí thế của nền nông nghiệp đang hồi phục, chúng ta đã nhìn thấy hình ảnh tương lai của công nghiệp hóa bước đầu hình thành. Dáng vóc của những con người mới điển hình ở nông thôn đã bắt đầu xuất hiện với ước mơ xây dựng một nông thôn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của miền Nam ruột thịt. Sản lượng lúa ngày một nâng cao, ngành chăn nuôi phát triển mạnh, tạo nên bức tranh phồn thịnh cho các vùng nông thôn miền Bắc. Các hợp tác xã nông nghiệp bước đầu thắng lợi đã xây dựng cơ sở cho khả năng đóng góp lương thực cho miền Nam, sẵn sàng bước vào trận chiến đấu mới, trực tiếp đối mặt với kẻ thù. Cho miền Bắc vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, sẵn sàng ủng hộ miền Nam đấu tranh thống nhất. Sau ngày hòa bình lập lại, ngành công nghiệp đã khẩn trương tham gia vào việc thực hiện kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế 1955-1957, 3 năm phát triển và cải tạo kinh tế 1958-1960, chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1960-1965. Trong khoảng thời gian này, hàng loạt công trình công nghiệp và dân dụng đã được phục hồi và xây dựng mới, tạo ra nhiều sản phẩm phục vụ các ngành nông nghiệp, công nghiệp và những ngành kinh tế xây dựng khác, sản xuất được nhiều loại hàng hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và bước đầu phục vụ cho xuất khẩu. Với tinh thần hăng hái thi đua, phục hồi xây dựng nền móng cho miền Bắc xã hội chủ nghĩa, nhiều công trình to lớn đã được thực hiện. Bước vào những năm 60, nền kinh tế đất nước đã mở ra những triển vọng mới, tạo đà cho công nghiệp đi lên, đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng tiềm năng vững chắc cho hậu phương lớn, tiếp sức cho tiền phương lớn miền Nam cùng gánh vác nhiệm vụ đấu tranh giành thống nhất nước nhà. Những năm 60 của thế kỷ trước, mặc dù toàn đảng toàn dân đang còn phải dồn hết sức lực vào việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng và tiến hành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, nhưng đời sống văn hóa xã hội của nhân dân không ngừng được nâng cao. Niềm tin tưởng vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ngời sáng trên gương mặt mỗi người. Đầu những năm 60, nhiều cuộc đấu tranh mạnh mẽ của đồng bào miền Nam đã nổ ra, đặc biệt là phong trào đấu tranh của Phật tử ở Sài Gòn và một số tỉnh miền Trung phản đối chế độ độc tài gia đình trị của anh em Ngô Đình Diệm. Hệ thống ấp chiến lược của ngụy quyền tan rã, ngọn lửa đồng khởi từ tỉnh Bến Tre đã bùng lên, cách mạng miền Nam chuyển sang thế tấn công. Sự thống trị của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm đã đến hồi tan rã. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, lực lượng đảo chính trong chính phủ ngụy quyền huy động binh lính tấn công Dinh Gia Long. Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Đường Hồ Chí Minh, con đường huyết mạch chạy dọc biên giới Việt-Lào, nối liền các chiến trường miền Bắc, miền Nam Việt Nam, Campuchia và Lào, đã trở thành tâm điểm của những tấm gương dũng cảm của nhiều thế hệ chiến sĩ trong cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại. Cả nước đều hướng về miền Nam ruột thịt, dồn tất cả sức người, hàng hóa và vũ khí vào chiến trường để đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ. Từ buổi đầu băng rừng mở lối cho đến khi xây dựng đường cho xe cơ giới phục vụ cho công cuộc chống chiến tranh cục bộ của địch, đường Hồ Chí Minh đã luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có những đoạn đường đã xây dựng 6 tuyến đường chạy song song tiến về Nam bằng đường bộ, đường sông, đường biển, vượt các trọng điểm ác liệt, ghi thêm chiến công đường Hồ Chí Minh trên biển, chở vũ khí đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam. Ta đã thực hiện một cách thần kỳ khẩu hiệu địch đánh ta cứ đi, giành thế chủ động để đối phó với địch một cách thắng lợi. Sau những thất bại nặng nề, để bù vào số quân thiếu hụt, Mỹ tăng cường đổ quân vào miền Nam cùng với hàng chục ngàn tấn phương tiện chiến tranh hiện đại. Tổng thống Mỹ Johnson tuyên bố phải có hành động mạnh mẽ hơn nữa để cứu vãn sự sụp đổ hoàn toàn của Việt Nam Cộng Hòa.
Sự kiện Vịnh Bắc Bộ đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc chiến tranh leo thang của Mỹ. Ngày 5 tháng 8 năm 1964, Hải quân ta đã đánh đuổi chiếc khu trục hạ Madoc của Mỹ trắng trợn xâm phạm miền Bắc Việt Nam ở vùng biển Thanh Hóa. Còn một quả thì tôi mở góc mạn phải, tôi đoán được. Tôi kiên quyết tăng tốc độ 52 hải lý giờ. Đồng chí đã ra liên tục báo tôi biết 5 liên, 4 liên. Bây giờ tôi hô chuẩn bị đi vào hướng chiến đấu. Khi tôi phóng quả ngư lôi, anh em trên tàu theo dõi vết đi của ngư lôi và họ reo lên là nó trúng ngư lôi của tôi rồi. Máy bay Mỹ đã cùng tàu chiến Mỹ vấp phải sự phản công ác liệt của hải quân và các chiến sĩ dân quân tự vệ của ta. Bắn rơi một máy bay Mỹ và làm bị thương nhiều chiếc khác. Đặc biệt, Quảng Ninh lần đầu đã bắt sống viên phi công Mỹ Alvarez. Thưa các cụ và các vị, các đồng chí, 10 năm qua dưới chính quyền của nhân dân, 17 triệu đồng bào ta ở miền Bắc đều đoàn kết một lòng ra sức xây dựng đất nước, xây dựng một đời sống mới, tăng cường lực lượng về mọi mặt. Nhưng thành tích to lớn của miền Bắc ngày càng tỏ rõ chế độ xã hội chủ nghĩa là rất tốt đẹp và đang cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam ta. Toàn thể đồng bào miền Bắc ta phải luôn luôn nhớ rằng trong lúc chúng ta đang sinh hoạt và xây dựng trong hòa bình thì đồng bào miền Nam ta đang hy sinh phấn đấu anh dũng chiến đấu chống đế quốc Mỹ và kẻ lục tay sai. Vì vậy mọi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam của mình. Lời Bác dạy vẫn còn nhớ mãi. Chúng tôi hưởng ứng cái phong trào là mỗi người làm việc bằng hai, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Cái phong trào đó đã được tất cả những người lao động và đặc biệt là lực lượng thanh niên chúng tôi đã tham gia. Và không những là chúng tôi giỏi một nghề, chúng tôi biết nhiều nghề để chúng tôi sẵn sàng làm việc thay nam giới để nam giới đi vào chiến trường để chiến đấu. Lời của Bác trong hội nghị chính trị đặc biệt khơi dậy trong toàn đảng, toàn dân, ngọn lửa của phong trào thi đua yêu nước. Mỗi người làm việc bằng hai, ra sức xây dựng và bảo vệ miền Bắc, tích cực ủng hộ cách mạng giải phóng miền Nam. Miền Bắc đã ở trong tư thế sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại của không quân, hải quân Mỹ. Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định chuyển toàn bộ hoạt động của miền Bắc từ thời bình sang thời chiến. Ngọn lửa cách mạng dâng cao, cả đất nước hướng về chiến trường miền Nam ruột thịt. Đảng đã tăng cường sức chiến đấu mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực ở mặt trận sản xuất, dấy lên các phong trào thi đua yêu nước rộng lớn. Toàn miền Bắc như sóng duyên hải trong công nghiệp, gió đại phong trong nông nghiệp, cờ ba nhất trong quốc phòng, chống Bắc Lý trong giáo dục, vân vân. Sức mạnh truyền thống của các phong trào thi đua yêu nước đó còn mãi cho đến ngày hôm nay. Về vùng than Quảng Ninh, tới công ty tuyển than Cửa Ông, nơi xưa kia trong chiến tranh là trọng điểm bắn phá của máy bay Mỹ. Trung đoàn tự vệ của công ty mà nòng cốt là đại đội nhà sàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến đấu và sản xuất với phong trào mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt. Đại đội đã được tặng cờ thưởng ba nhất và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Truyền thống ấy vẫn còn được các thế hệ cán bộ vùng than ghi nhớ mãi. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là sẵn sàng chi viện sức người này, sức của này, nhân tài miền lực cho miền Nam để giải phóng miền Nam. Đợt ta chi viện miền Nam lớn nhất là ngày 31 tháng 7 năm 67. Là thế hệ trẻ noi gương các đàn anh đi trước thì chúng tôi luôn luôn xác định được cái vai trò trách nhiệm của mình là một công nhân, là một chiến sĩ tự vệ thì chúng tôi cố gắng để luyện tập và thực hiện tốt nhiệm vụ vừa sản xuất than vừa bảo vệ Tổ quốc. Quân khu 3, vùng đất hậu phương tiền tuyến hậu phương, vùng đất anh hùng đã nảy sinh những tấm gương xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.
cả nước đấy nên phong trào sóng duyên hải, gió đại phong, cờ ba nhất, tức là ba cái mặt trận lớn, thế quân đội là cờ ba nhất, thì riêng đại gió là được tổ chức huấn luyện chú đáo, sẵn sàng đối rất cao và sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ bất cứ nào. Cái việc tổ chức huấn luyện rèn luyện của đại gió tương đối khắc nghiệt, và nếu thực tế chúng tôi có một sức khỏe khá dồi dào, cái tốc độ chạy nhảy, cái tốc độ bắn súng đâm nê vượt chướng ngại vật, rồi các cái hoạt động thể dục thể thao là một trong đơn vị đứng đầu toàn quân. Thế vì thế mà đồng chí Võ Nguyên Giáp, đại tướng về thăm và động viên anh em, đây là một phong trào lớn của toàn quân cần mới được phát động học tập chung cho toàn quân và tất cả thanh niên ở tuổi trẻ 18, 19, 20, hàng loạt các đồng chí làm đơn tình nguyện đi về Nam chiến đấu. Và tôi cũng là một trong những người tình nguyện ra đi. Cách đây gần một nửa thế kỷ, tiếng trống trường Bắc Lý đã vang lên trong phong trào thi đua sôi nổi của cả nước, trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục suốt những năm chiến tranh chống Mỹ, trở thành quê hương của phong trào thi đua hai tốt, một trong những chiếc nôi đào tạo và giáo dục của hậu phương miền Bắc. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo những con người vừa hồng vừa chuyên, phục vụ cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều thế hệ học sinh của nhà trường trưởng thành trong chiến tranh, trở thành những tấm gương sáng, để lại trong trái tim mọi người niềm thương nhớ, tự hào. Những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của nhà trường. Năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Tiến lên, chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Lời thơ của Bác đã khơi dậy trong lòng đồng bào và chiến sĩ niềm tin quyết thắng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, riêng quân khu 3 đã động viên hàng triệu con em lên đường vào Nam chiến đấu. Xã Hòa Xá, tỉnh Hà Tây, quê hương của chiếc gậy Trường Sơn, đã bổ sung cho quân đội hàng tiểu đoàn quân ra mặt trận. Cả nước hướng về chiến trường, các bà mẹ nén nỗi đau thương vào lòng, đưa tiễn những đứa con thân yêu của mình vào Nam chiến đấu. Trường Sơn ngàn dặm đang vẫy gọi bước chân của những người con xứ Bắc, quyết một lòng chiến đấu vì Tổ quốc, vì miền Nam ruột thịt. Tháng Giêng năm 1971, Mỹ tổ chức chỉ đạo cuộc hành quân lớn đánh ra đường số 9 Nam Lào, hòng cắt đứt đường chi viện của ta từ hậu phương ra tiền tuyến. Mặt khác, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc với âm mưu đè bẹp tiến tới xóa sổ sự chi viện của miền Bắc vào Nam. Nhiều trọng điểm giao thông của ta bị địch ném bom ác liệt. Cầu Hàm Rồng Thanh Hóa và nhiều cầu khác trên tuyến Bắc Nam đã đi vào lịch sử như những chiến công rực rỡ của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn bị bom Mỹ liên tục bắn phá. Địch đã huy động mọi lực lượng quân sự, vũ khí hóa học hiện đại nhằm phong tỏa các tuyến đường giao thông của ta bằng các loại bom phá từ trường, nhằm làm tê liệt mạch máu giao thông từ miền Bắc đến các chiến trường trong cả nước. Tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta đã lần lượt đánh bại âm mưu của địch. Địch tiếp tục tăng cường máy bay B-52 đánh phá các thành phố miền Bắc, trong đó có cảng Hải Phòng và thủ đô Hà Nội. Trận đánh 12 ngày đêm tiêu diệt B-52 trên bầu trời Hà Nội và các địa phương khác đã kết thúc thắng lợi. Với trận Điện Biên Phủ trên không vĩ đại, thủ đô Hà Nội xứng đáng là thủ đô anh hùng của cả nước, góp phần quyết định vào thắng lợi chung của dân tộc. Cuộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh xâm lược nước ta, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
hội nghị bốn bên ở Sài Gòn là hồi chuông cuối cùng khẳng định sự thất bại của đế quốc Mỹ và ngụy quyền trong cuộc chiến tranh kéo dài gần 20 năm ở Việt Nam, khẳng định sự chiến thắng của quân dân Việt Nam anh hùng, khẳng định vị thế và sức mạnh của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên thế trận thắng lợi hoàn toàn, không thể nào thay đổi. Trước mắt các phóng viên trong nước và quốc tế là hình ảnh những tù binh Mỹ được trao trả, một lần nữa khẳng định chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với kẻ thù xâm lược đã bị thảm bại. Trên đà thắng lợi, hậu phương lớn miền Bắc đã tăng cường chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Với sức người sức của ngày càng to lớn, chuẩn bị cho thời cơ mới, bước vào giai đoạn tổng tiến công. Càng về cuối cuộc chiến tranh, yêu cầu của chiến trường ngày càng cao, nhiệm vụ của tuyến vận tải chi viện ngày càng nặng nề. Nhờ tăng cường lực lượng nhanh chóng mở rộng mạng đường chiến lược và chiến dịch, tuyến vận tải đường Trường Sơn đã đảm bảo cho các binh đoàn chiến lược, chiến sĩ và cán bộ cơ động gấp vào chiến trường, vận chuyển bàn giao cho các mặt trận, các hướng chiến dịch một khối lượng vật chất bằng tổng số vật chất đã giao cho các chiến trường trong suốt những năm trước đó, tạo một khối lượng vật chất dự trữ là 240.000 tấn trong tổng khối lượng vật chất dự trữ chiến lược 255.000 tấn trước khi chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh mở màn. Với hệ thống hậu cần đảm bảo được bố trí dọc theo các cung đường, vươn theo các cung đường, vươn theo các hướng chiến dịch, tuyến vận tải chiến lược trở thành chỗ đứng chân, bàn đạp xuất phát tấn công, thành hậu phương trực tiếp cho các binh đoàn chủ lực. Tuyến vận tải Trường Sơn còn đảm bảo vận chuyển chi viện cho cách mạng Lào, tạo điều kiện cho việc cùng bạn giải phóng, xây dựng thành khu vực hậu phương trực tiếp của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia, thành địa bàn chiến lược của cách mạng ba nước, đủ sức vận chuyển quy mô lớn, xuất phát tiến công cho các binh đoàn chủ lực tiến xuống đồng bằng. Trong suốt cuộc chiến tranh phá hoại, đế quốc Mỹ đã dội xuống hệ thống đường Trường Sơn hơn 1.500.000 tấn bom. Số bom đạn nhiều gấp 3 lần bom đạn dùng trong Đại chiến thứ hai và nhiều gấp 6 lần số bom đạn dùng trong chiến tranh Triều Tiên của không quân Mỹ đã được dồn vào đánh các mạng lưới giao thông của hậu phương lớn miền Bắc, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Qua 16 năm xây dựng, từ lối mòn giao liên bí mật, tuyến vận tải chiến lược đã phát triển vươn tới chiến trường. Bộ đội Trường Sơn đã vận chuyển một khối lượng lớn vật chất cho tiền tuyến, 1.500.000 tấn hàng hóa vũ khí, 5.500.000 mét khối xăng dầu và các loại vật dụng khác, đảm bảo vận chuyển lưu thông cho trên 2 triệu lượt người. Ngoài ra, những năm quân và dân miền Nam mở các cuộc tiến công chiến lược, miền Bắc tăng sức chi viện cho chiến trường một khối lượng vật chất và quân số gấp 4 đến 5 lần những năm trước đó để tiến hành thắng lợi những trận đánh làm chuyển biến cục diện chiến trường. Hậu phương lớn miền Bắc vượt qua bao thử thách ác liệt của chiến tranh và thiên tai, nền nông nghiệp với lực lượng chủ yếu là những người phụ nữ ba đảm đang vẫn không ngừng củng cố và phát triển. Hàng nghìn hợp tác xã và hàng chục huyện tỉnh đạt năng suất 5 tấn thóc trên 1 hecta. Trong hoàn cảnh chịu đựng một khối lượng bom đạn khổng lồ dội xuống làng mạc đồng ruộng, chị em vẫn động viên chồng con ra mặt trận, đảm bảo thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, thực sự là niềm tự hào của miền Bắc trong những năm chiến tranh. Trong công nghiệp, sản xuất căn bản được giữ vững, các cơ sở sản xuất công nghiệp lớn kịp thời sơ tán, tiếp tục đi vào sản xuất, đảm bảo những nhu cầu thiết yếu nhất của nền kinh tế quốc dân, của đời sống nhân dân và của quốc phòng. Cùng với các ngành giao thông vận tải và nông nghiệp góp phần đảm bảo hậu cần tại chỗ cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ và chi viện cho chiến trường miền Nam. Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, toàn quân và dân ta bước vào chiến dịch lịch sử có ý nghĩa quyết định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trận quyết chiến chiến lược cuối cùng đập tan lực lượng quân sự và bộ máy còn lại của địch, giải phóng toàn bộ miền Nam. Cả nước bước vào chiến dịch với niềm tin và sức mạnh chưa từng có. Toàn bộ sức người, sức của hậu phương lớn miền Bắc cùng cả nước
dồn cho trận quyết chiến cuối cùng giành thắng lợi. Bao nhiêu năm, một ngày chờ đợi, được gặp lại miền Nam ruột thịt, gặp lại Sài Gòn thân yêu, tiếp sức mạnh cho các chiến sĩ ta tiến về dinh độc lập, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Thắng lợi này là kết quả của tinh thần chiến đấu, hy sinh xương máu tột cùng của toàn dân tộc. Xin hãy yên nghỉ ngàn đời, nấm mồ của các chiến sĩ vô danh, những người con yêu dấu của hậu phương miền Bắc đã mãi mãi được chở che trong vòng tay của đất đai mẹ hiền Tổ quốc. Ngôi sao vàng năm cánh của các anh mãi mãi thầm lặng tỏa sáng vinh quang cho những ngày chiến thắng. Mãi trong tim đường ta đi, anh đưa soi đêm dài đường ta về.